Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lợn TV nhá. Hôm nay Lợn TV đang có mặt tại một cái làng của dân tộc người Mông ấy mọi người ạ. Để tham gia cái dự cái đám cưới của đồng bào trên này nhá. Ở đây đang lên trên vì đây là những cô bé của người Mông đây. Đây là trang phục người Mông nhá mọi người nhá. Vào đây tại này bà con lên trên. Đây là mọi quý vị cũng lên trên là nhà chính trước nhá. Ok. Đây là cô dâu đâu? Cô dâu đâu nhỉ? Nhìn tình về lâu và thẫn thờ. Cô dâu đâu? Đây là nhà trai à? Đây nhà trai hết. Nhà trai hết à? Hồ chứ hết nhỉ? Thế là cô dâu đâu? Anh cô dâu chưa về à? Vào động phòng à? À vào động phòng. Đâu? Đây. À, xem đây là những trang phục người Mông. Mình đây là mấy cháu rồi. Cháu à? Cháu đâu đây? Cháu gái này. À có người yêu chưa? Ở lấy chồng hết rồi. Ủa đấy tưởng gì? Em chưa có người yêu nhưng mà không. Anh chưa có người yêu đâu em ạ. Em sẽ thành được với anh nhé. Chạy cảm ơn nè. Đây là lễ đón nhà gái à? Lễ tiếp đón nhà gái. Lễ đón các tiền bối nhà gái. Đây cô dâu kìa. Đúng rồi. Cô dâu hơi tối nhỉ, không nhìn thấy gì. Không phải cô dâu đâu. Cô dâu bên dưới giường. Tối quá. Cô dâu xinh nhất nè. Ai xinh nhất là cô dâu à? Hơi tối nhỉ? Tối quá. Đâu cô dâu đâu? Bên này. Cô dâu đang cầm điện thoại à? Bên này, biết kia là cô dâu. À cô dâu. Nhưng mà hơi mờ, hơi tối. Trong này hơi tối, hơi sáng. Đây là nước chè đấy. Chè với rượu. Nước chè và rượu và... À, đây là hầu chứ à? Hầu tà. Hầu tà. Thích cái mũ này lắm rồi. Đây là con rể. Con rể à? Chú rể. Rồi cho xin cái mũ luôn này. Xong cho xin cái mũ nha. Vâng, mũ này là mình mượn về thôi ạ. À, mượn. Cái này là gọi là phong tục gì đây? Phong tục mình đón khách. Mời rượu, mời thuốc. Mời rượu, mời thuốc à? Thuốc lào. Thuốc và... Chè rượu. Thế phải hầu tà nhỉ? Vâng. Hơi tối, quý vị và các bạn thông cảm nha, vì trong người Mông thì nó hơi cái nhà hơi tối tí. Chặt dây nhỉ? Đây là tục bên thôi. Tục bên à? Chặt dây. Đây là chặt dây. Chặt dây. Nó phải có ghép lông nhau mà nó mới hay chứ. Chặt dây à? Tổng bên à? Tổng bên đi chặt dây. Đấy chặt dây mới phải biểu là không có nhiều. Win rồi. Win rồi. Ờ win rồi. Ờ win là giờ là miền tỏ đó. Tổng bên là chặt dây với miền tỏ là... À miền tỏ à? À miền tỏ đấy nhỉ. Các chị giao lại ngắm người Mông này. Giao cho chị giao ngắm người Mông, em quay tận Mông các chị thôi. Có chị vẫn có Mông mà. À đây. Bây giờ thiếu mông đâu nhỉ? Có chị vẫn có mông. Làm gì có thiếu mông đâu nhỉ? Tấn là thực sự đúng rồi. Anh chung lại chia sẻ đây chung lên. Đây là phong tục tập quán. Đây là gọi là lên là mời ấy à? Đúng rồi. Mời lại nhà. Cảm ơn à? Cảm ơn nhà gái à? Một lúc. Hả? Một lúc nữa. Anh cứ quay đi, anh cứ quay đi. Không cho mình hỏi. Nhà gái đáp lễ nhà trai. Đây là nhà gái à? Vâng. Đây là nhà gái. Đây là đại diện nhà trai. Đại diện nhà trai à? Chủ nhà nhà gái vào nhỉ? Là chủ phơi. Một lúc nữa mình chủ phơi xin hả? Hôm nay em là trước phụ hiểu. Hơi tối nhỉ? Vâng, cô dâu đâu nhỉ? Cho mình xem mặt cô dâu tí nhỉ? Đấy, thông cảm cho mình xem mặt cô dâu tí nhỉ? Đây cô dâu phải không? Đây cô dâu à? Mình kia là phù dâu à? Phù dâu. Phù dâu là chắc chắn là chưa có người yêu đi nhỉ? Có người yêu đi chứ có chồng. À, cú lúc cò phải không em nhỉ? Chưa có chủ. Cú lúc cò. Sao vậy phải không? Có phải không nhỉ? Phải mà. À. Nói thế là đúng rồi á. thế mình là cú lúc cò là được anh nhỉ? Được. Thế cô dâu là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 20 tuổi.
20 tuổi, thế là đủ tuổi lấy chồng rồi nhỉ. Mình đây là thôn gì nhỉ em nhỉ? Thôn Nậm Piên. Nậm Piên à? Đây là hầu chứ à? Hầu chứ. Hầu chứ. Kia chè là mình gọi là hầu gì nhỉ? Hầu chùa. Hầu chùa. Hầu chùa. Thế là hầu tà. Hầu tà. Hầu tà. Hầu tà là uống hết à? Ba mới được ngồi xuống. Ba lạy mới được ngồi à? Ờ đấy, ba lạy mới ngồi xuống, cái này là khăn á. Ồ, cái này không tốt rồi phải không? Ờ, đây, quá tốt đấy. Cái này phải lấy ra đây. Xeo, là cho mình miền đĩa pháo tay. Đây, vô trưởng đoàn đẹp nhất đây. Đây, trưởng đoàn kìa. Đây, trưởng đoàn nhà trai đây à? Chú hôn à? Trưởng đoàn thì trên này có. Trưởng đoàn đây kia, trưởng đoàn nhà gái hay nhà trai? À đây 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 làm gì đây? Đây đang làm gì đây? Đây gọi là gì? Đây gọi là gì? Bước vào bước kia gọi là gì? Bước vào bước gọi là gì? À đây á. Bước từ đây ra kìa. Bước vào từ đây ra kìa. Cho anh làm quen với em nhỉ? Anh là trên kênh Nợ TV. Em tên là gì nhỉ? Là gì nhỉ em nhỉ? Dạ. Dạ. Đây là trang phục truyền thống của người Mông mình nhỉ? Tên như trang phục này là mình đi chơi hay là đi làm nhỉ em nhỉ? Đi chơi cũng được, đi làm cũng được. À, đi làm cũng được à? Không, như đi làm như này là mặc quá đẹp anh nhỉ? Thế mình đây là người dân tộc Mông trên mình nhỉ? Ở Hồ Biên mình ạ? Em ở Nậm Dịch. Nậm Dịch à? Thế là nhà gái ở Nậm Dịch à? Em là phụ dâu nhà trai cơ. À, nhà trai mình ở Nậm Dịch. Như Nậm Dịch. Phụ dâu nhà trai em là Nậm Dịch, nhưng mà nhà trai là có phải là Nậm Dịch đâu, nhà trai là Nậm Biên cơ. Nậm Biên à? À. Nhưng mà trang phục mình là có những cái này là cái kia là cái vòng bạc em. Sao lại cười duyên thế nhỉ? Như cái trang phục mình là mông gì em nhỉ? Người mình là rất tâm mông gì nhỉ? Mông xanh hay mông đen nhỉ? Mông trắng à? Hay là mông hoa đấy nhỉ? Phải mông hoa hay mông trắng không nhỉ? Mông trắng không ạ? À? Hầu chứ à? Hầu chứ à? Cú lúc cò nhỉ? Phải không nhỉ? Phải không em? À, thế anh cảm ơn em nhé. Đây là một trang phục của người dân tộc Hơ Mông trên Hoàng Su Vì mình nhỉ? Những cái này là cái hoa văn này mình là thêm nhỉ? Cái như một cái trang phục của em này, anh xin phép nhá. Hết bao nhiêu tiền không? Có thể mua hay là... Bao nhiêu tiền? 200, một cái trang phục này á? 2 triệu. Không tính cả cái trên này á? Nếu mà tính cả thì 2 triệu, nếu không thì... Nếu nguyên bộ quần áo? Áo nào? 1 triệu. 1 triệu à? À, nguyên cái trên này 1 triệu nữa. À, khá là đẹp nhá. Đây là mình quay qua cái trang phục của người dân tộc Mông nhá. Đây là khá là đẹp này. Anh rất cảm ơn em nhá. Cảm ơn em nhá. Đây là có cả dân tộc Mông và dân tộc Dao đến tham dự cái lễ đám cưới này, cực kỳ là vui, đông vui nhá. Còn đây là bà con dân tộc người Mông trang phục ở trên này này. À, xin phép thì mình là dân tộc người Mông, Mông gì nhỉ chị ạ? Mông đỏ. Mông đỏ à? À. Mông hoa ấy. Mông hoa gì? À. À, là hầu, vẫn là hầu chứ nhỉ? Hầu chứ nhỉ chị nhỉ? Hầu chứ là gì? Hầu chứ hay hầu tà nhỉ? Đấy, cái này em không biết. À, đừng nói không biết. Nhân có mỗi cái chị cú lúc cò này biết nhỉ? Cú lúc cò biết không? Cò có lúc cú. À, lúc đồng ý luôn, đi về không? Có đi về không? À, đi về luôn, bắt luôn này. À, anh là dân tộc gì đấy? Dân tộc Keo. Có biết đâu. Thế họ nói cú lúc cò là mình cũng nói cú lúc cò thôi. Em là cò lúc cú này mình cũng lấy.